Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Ấm chén từ xa cao cấp, trọn vẹn hương vị trà. Trà đạo hiện là một trong những nghệ thuật mang nét đẹp tao nhã được nhiều người yêu thích. Nếu như trước đây, chỉ với một ấm trà, chúng ta có thể ngồi nhâm nhi tách trà và hàn huyên những câu chuyện. Ngày nay, thường trà được đưa lên một tầm cao mới, các dụng cụ pha trà cũng phong phú hơn, đặc biệt phải kể đến bộ ấm chén tử sa, linh hồn của người thưởng trà. Đây không còn là một loại trà cụ đơn giản, mà nó còn là một kiệt tác của nghệ thuật. Bất cứ ai đam mê với trà đạo đều mong muốn sở hữu cho mình một bộ ấm chén hoàn mỹ này. Bộ ấm trà tử sa là gì? Bộ ấm trà tử sa là một bộ pha trà bao gồm một ấm tử sa cùng với 6 hoặc 8 chén trà tử sa. Một số bộ còn có thêm lọc trà tử sa và tống tử sa. Nguồn gốc của ấm chén tử sa bắt đầu từ nguồn vùng đất Nghi Hưng của Trung Quốc. Nơi đây sản sinh ra loại đất đặc biệt có 102, tử sa. Đất tử sa có độ sốt tuyệt vời cùng với khả năng giữ nhiệt tốt. Điều này đã giúp cho hương vị của trà được trọn vẹn hơn so với các loại ấm chén bằng thủy tinh hay gốm sứ. Ấm chén đất tử sa có lịch sử lâu đời, nó luôn hấp dẫn những người yêu trà bằng một vẻ đẹp trầm mặc nhưng tinh tế, sở hữu nhiều kiểu dáng phong phú. Bộ ấm chén này không những mang lại hiệu quả kỳ diệu khi pha trà, mà chúng còn là một vật trang trí vô cùng độc đáo và ấn tượng. Có thể nói, ấm chén uống trà tử sa vừa có giá trị sử dụng, vừa có giá trị nghệ thuật. Cũng vì thế, ngày càng nhiều người yêu thích và thưởng ngoạn cái nét đẹp của nó. Nhằm đáp ứng nhu cầu càng cao của khách hàng, Bảo Khánh cung cấp những bộ sản phẩm ấm chén uống trà tử sa cao cấp, đảm bảo về chất lượng, cam kết về giá thành. Đến với Bảo Khánh, bạn sẽ được mãn nhãn với bộ sưu tập ấm chén pha trà hàng đầu. Những bộ ấm chén được chọn lựa kỹ càng, chính xác đến từng chi tiết nhỏ, mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách hàng. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin về phong thủy.